Đẹp quá. Hai bên nha quý vị. Hai mặt. Mặt hướng về Campuchia, mặt hướng về Việt Nam. Mặt bên tay phải là hướng về Campuchia. Mặt bên tay trái là hướng về chùa Linh Ẵng, bên về Việt Nam. Đài sen lớn. Đây mặt bên đây hướng về Campuchia. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
chùa lên nào.